Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Đúng ra thì tuần này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái tập về chủ đề tài chính. Tuy nhiên, sáng hôm nay thì có một cái câu chuyện nhỏ nó xảy ra làm tôi nhớ đến một cái chủ đề mà tôi cũng đã dự định chia sẻ với các anh chị đã khá lâu. Tôi tạm gọi cái chủ đề ngày hôm nay là khi mà chúng ta làm chủ được góc nhìn thì chúng ta sẽ làm chủ được hạnh phúc. Vậy thì cụ thể cái ý của tôi khi mà nói về cái việc làm chủ góc nhìn này là như thế nào? Bây giờ thì thay vì giải thích dài dòng, tôi sẽ bắt đầu bằng cái việc là kể cho các anh chị nghe chính cái câu chuyện ngày hôm nay. Cái câu chuyện mà nó đã làm cho tôi nhớ đến cái chủ đề này. Thì đầu đuôi là sáng nay, lúc mà tôi thức dậy, lúc đó đâu đó khoảng tầm 7 giờ sáng, thì tự nhiên là tôi có hứng để mà mở một vài bài hòa tấu để mà tận hưởng một cái buổi sáng cuối tuần. Chia sẻ thêm với các anh chị là tôi là một người khá là nhạy cảm với tiếng ồn. Đó cũng là cái lý do vì sao mà khi chọn mua nhà, tôi đã quyết định chọn cái khu vực hiện tại là một cái khu vực khá là yên tĩnh. Thì cá nhân tôi thì mỗi buổi sáng tôi rất là thích cái cảm giác tận hưởng cái sự im lặng. Những lúc như vậy thì tôi sẽ mở một cái bài nhạc nào đó thật là nhỏ để mà tận hưởng những cái không khí vào buổi sáng. Và sáng nay cũng vậy, tôi thức dậy sớm để nghe nhạc. Thì đang thư giãn buổi sáng cuối tuần, tự nhiên là ở bên ngoài có một cái tiếng loa rất là lớn từ cái khu nhà đối diện. Lúc đó tôi bước ra ban công để xem thì mới biết là ở nhà đối diện họ đang chuẩn bị một cái buổi tiệc dành cho các cái em nhỏ, đâu đó khoảng trên dưới 20 em. Thì nói chung là các em cũng rất là dễ thương. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là những cái người tổ chức, những cái người lớn thì họ lại bật nhạc rất là to. Tuy nhiên, ở trong cái tập ngày hôm nay thì không phải nhằm vào cái mục đích là chỉ trích về cái ý thức của những người đó. Cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở đây là ban đầu tôi khá là khó chịu khi mà cái buổi sáng yên bình của mình tự nhiên nó lại bị khuấy động lên như vậy. Nhưng rồi sau đó, sau khi mà có đôi chút khó chịu thì tôi đã quyết định là thay vì ngồi cắn răng bực mình, tôi sẽ quyết định biến cái vấn đề mà tôi đang gặp nó thành một cái trò vui. Cho nên tôi đã bắt đầu viết một cái bài viết để kể lại cái câu chuyện đó với một cái giọng văn nó khá là hài hước để mà chia sẻ lên trên Facebook cá nhân. Tất nhiên là tôi giấu danh tính và cái địa chỉ cụ thể của cái nhà đó. Cái mục tiêu ở đây không phải là để bêu xấu họ mà là để biến nó thành một cái thú vui. Và sau đó thì tôi tiếp tục cập nhật thêm tình hình. Đại loại như là bây giờ thì họ đang phát tới bài nào. Và từ từ một lúc sau đó thì nó đúng là nó biến thành một cái dạng trò vui. Ở bên đó họ bật cái nhạc gì thì tôi lại cập nhật thêm vô những cái comment ở bên dưới bài viết. Rồi những cái anh chị mà follow tôi cũng lại tiếp tục vô đọc và tương tác. Kết quả cuối cùng là không chỉ riêng tôi mà nhiều anh chị khác cũng có được một cái buổi sáng khá là vui và thú vị. Bây giờ khi mà nhìn lại thì cái câu chuyện này lẽ ra nó đã có thể xảy ra theo một cái hướng hoàn toàn khác. Nếu mà tôi cứ để nó xảy ra như bình thường thì có lẽ phần nhiều là nó sẽ xảy ra theo hướng là tôi sẽ bực mình theo cái kiểu là mình đã làm việc cả tuần rồi. Tới cuối tuần được một cái hôm yên tĩnh thì lại bị ai đó vô ý thức quấy rối. Rồi thì sau đó tôi lại sẽ phải bịt tai đi ra đi vô, khó chịu và trách móc là tại sao người ta lại vô ý như vậy. Kết quả cuối cùng thì kiểu gì tôi cũng sẽ rất là bực mình và khó chịu. Trong khi nhờ cái việc đổi cái góc nhìn thì tôi đã có thể dùng nó như một cái cơ hội để giải trí. Và kết quả là thay vì ngồi bức bối khó chịu thì tôi đã có được một cái buổi sáng khá là thú vị. Tôi đã được có thêm một cái trải nghiệm mới ở Việt Nam. Và quan trọng nhất đó là cái buổi sáng của tôi nó vẫn vui vẻ, thậm chí là nó còn vui hơn bình thường. Mà xa hơn nữa là tôi đã truyền được cái niềm vui cho thêm một số anh chị khác nữa, những anh chị mà đã đọc bài viết của tôi. Từ đó thì chúng ta thấy là một cái sự việc mà lẽ ra nó có nhiều khả năng, nó biến cái buổi sáng của tôi thành một cái thảm họa. Nhưng mà cuối cùng chỉ nhờ cái việc là thay đổi cái góc nhìn, nó đã làm cho cái buổi sáng của tôi thú vị hơn rất là nhiều.
thậm chí là còn thú vị hơn cả trường hợp nếu mà tôi ngồi im lặng, ngồi nghe nhạc như bình thường. Thì đó là cái ví dụ cho cái việc đổi cái góc nhìn để mà biến một cái sự việc tiêu cực thành tích cực. Tuy nhiên, cũng chính cái góc nhìn nó cũng có thể làm theo cái chiều hướng ngược lại. Nó làm cho một cái việc bình thường, không có gì là quá tiêu cực, bỗng nhiên nó sẽ trở thành nghiêm trọng và tạo ra những cái kết quả tiêu cực. Bây giờ tôi sẽ kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện mà nó lại theo cái chiều hướng này. Thì có lần tôi lái xe vào một cái hầm đậu xe ở bên Úc. Trong cái hầm đó nó có một cái cua vuông góc và cái đường đi ở trong hầm thì nó cũng khá là hẹp. Ở bên Úc thì người ta lái xe tay lái nghịch, cho nên xe nó sẽ đi về phía bên tay trái. Thì khi mà tôi vừa đến cái cua thì có một cái xe khác họ cũng đang đi ra, nhưng mà họ lại đi ngược chiều về phía bên cái xe của tôi, nghĩa là họ đang đi sai. Thì trong cái lúc khó chịu, tôi đã hạ kính xe xuống và tôi nói với họ đại ý là bạn đang ở nước Úc, ở đây thì người ta đi về phía bên trái, bạn đang đi ngược chiều. Và tất nhiên là tôi nói với họ với cái giọng cũng không có vui vẻ gì. Và thế là cái xe bên kia họ cũng cãi lại. Họ nói theo cái kiểu khá là ngang ngược, đại ý là họ cũng là người sinh ra ở Úc, nên đừng có dạy đời họ là nên lái bên nào. Ở đây cái câu chuyện lời qua tiếng lại thì tôi xin phép không có kể chi tiết, bởi vì nó cũng không phải là cái ý chính mà tôi muốn truyền tải. Cái điều quan trọng ở đây là sau khi mà bước ra khỏi cái cuộc tranh luận đó thì tôi đã rất là bực mình. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ là họ đã đi sai rồi mà họ còn ăn nói ngang ngược cái kiểu đó. Tuy nhiên, mấy hôm sau đó khi mà tôi đi lại đúng cái căn hầm đó thì tôi mới nhận ra là bởi vì cái căn hầm đó nó khá là chật. Khi mà chúng ta lái xe theo cái chiều đi ra thì chính tôi cũng phải lấn sang cái phía bên kia thì mới có thể dễ quẹo vào cái cua đó. Cái điều đó nó làm tôi nhớ lại là thật ra cái câu chuyện hôm trước lẽ ra nó cũng chẳng có gì hết. Ở trong hầm thì đằng nào xe cũng chạy rất là chậm, không thể nào mà đụng nhau được. Và khi mà ở trong cái vị trí của cái xe kia rồi thì tôi mới thấy là thật ra cũng rất là khó để mà có thể chạy sát theo đúng lề bên kia được. Và tôi nhận ra là lẽ ra nếu mà tôi đặt cái góc nhìn của mình theo những cái suy nghĩ như vậy thì chắc chắn tôi đã vui vẻ tôi lùi lại để mà nhường đường cho họ mà không có phải cãi vã gì. Và tôi đã không phải có một cái buổi chiều bực mình, khó chịu với những cái suy nghĩ là họ đã đi sai rồi mà họ còn nói ngang. Thì đó là cái ví dụ về cái việc là chúng ta đặt góc nhìn sai, nó cũng sẽ làm cho những cái việc tưởng như là không có đáng gì lại làm cho chúng ta mất vui, thậm chí là đôi khi dẫn đến những cái hậu quả còn nặng nề hơn. Nhưng mà cái điều thú vị ở đây là cũng chính nhờ những cái suy nghĩ đó, nó làm cho tôi ngay lập tức hết khó chịu với những cái suy nghĩ là những cái người kia họ đã sai rồi mà họ còn nói ngang. Bởi vì khi đó thì tôi có dịp đặt lại cái góc nhìn rằng à, tuy là mình đi đúng, nhưng mà thật ra ở cái góc đó trong bãi đậu xe thì hầu như là ai cũng sẽ chạy như vậy. Còn mình thì thật ra cũng chẳng hiền lành tử tế gì. Mình đã cố tình mình cà khịa họ trước. Và khi mà tôi suy nghĩ được như vậy thì tôi không còn khó chịu nữa. Bởi vì cái góc nhìn của tôi bây giờ là tôi cũng là người có một phần lỗi ở trong đó, chứ không còn ở cái góc nhìn là tất cả lỗi là ở cái người kia nữa. Và như các anh chị thấy, trong cái câu chuyện này, ngay từ ban đầu, lẽ ra là nó cũng không có gì đáng để mà phải tranh luận. Lẽ ra mỗi người nhường nhau một chút, rồi cảm ơn nhau như cái cách mà tôi vẫn thường làm, và cũng là cách mà đại đa số mọi người ở Úc thường làm. Nhưng mà hôm đó chính vì đặt cái góc nhìn sai, nên nó tạo ra cho tôi cái khó chịu. Từ đó nó dẫn tới những cái tranh cãi, rồi chính nó lại làm cho tôi bực mình hơn sau đó. Và rồi cũng chính nhờ cái việc đặt lại vào một cái góc nhìn mới, thì ngay lập tức nó đã giải tỏa được những cái bực mình khó chịu của tôi. Tôi kể lại những cái câu chuyện này không phải là nhằm mục đích nói là tôi hay ho hay là thánh thiện gì, mà cái mục tiêu ở đây là để chia sẻ với các anh chị về tầm quan trọng của cái việc thay đổi góc nhìn thì nó sẽ ảnh hưởng lên cảm xúc của chúng ta như thế nào. Cái việc này nghe qua có vẻ như nó đơn giản, nhưng mà ở trong thực tế thì nó không dễ thực hiện chút nào. Và thực tế là ngay cả với bản thân tôi, cho tới tận bây giờ, không phải lúc nào tôi cũng đổi được cái góc nhìn của mình một cách thành công được. Thực tế là khi mà ở trong những cái tình huống khó khăn, không phải là lúc nào chúng ta cũng có đủ sáng suốt để mà có thể đổi cái góc nhìn của mình được. Bởi vì cái việc đổi góc nhìn này, nó sẽ chỉ có hiệu quả khi mà chúng ta thực sự đổi được cái góc nhìn của mình. Ví dụ như ở trong cái câu chuyện đầu tiên, chúng ta thực sự xem được nó như là một cái trò vui, thì lúc đó chúng ta mới có thể vui được. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn theo cái kiểu là cây cú, nhưng mà vẫn cố gắng ép bản thân mình là mình đang vui,
thì nó vẫn chỉ là chúng ta đang trùm lên cái khó chịu của mình, một cái niềm vui giả tạo. Mà như vậy thì không có hiệu quả. Chỉ khi nào mà chúng ta thật sự dời được cái góc nhìn của mình sang hẳn một cái góc nhìn châm biếm, thì lúc đó chúng ta mới thực sự thấy thoải mái ở trong cái hoàn cảnh đó. Tôi thường hay nói vui là cái việc kiểm soát được góc nhìn nó cũng giống như cái việc chúng ta chơi game, nhưng mà chúng ta biết cách để mà chơi ăn gian vậy. Lẽ ra ở trong cái kịch bản của cuộc sống, nó quăng vô mặt chúng ta một cái gì đó làm cho chúng ta phải bực mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách để mà làm chủ được góc nhìn, chúng ta biết cách dời nó đi, thì tự động chúng ta sẽ không còn bực nữa. Tương tự như vậy, đôi khi là chúng ta gặp một cái chuyện gì đó rất là buồn, rất là khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách để mà dời cái góc nhìn của mình sang một cái góc độ khác, thì rất có thể là nó sẽ tự động chúng ta sẽ không còn cảm thấy buồn hay là khổ nữa. Các anh chị hãy tưởng tượng là giả sử mình gặp một cái thất bại gì đó, ví dụ như chúng ta bị thua lỗ về tài chính đi chẳng hạn. Nhưng lúc đó các anh chị hãy thử đi một vòng ở trong bệnh viện, chúng ta sẽ thấy được là thật ra là mình vẫn còn rất là giàu, mình chưa có phá sản. Có những người họ sẵn sàng đánh đổi tất cả tài sản của họ để có được một cái bộ phận lành lặn ở trên cơ thể, để sống được thêm một vài năm nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta đang có sẵn ngay trước mặt. Đây không phải là chúng ta đang AQ, mà đó chỉ đơn giản là chúng ta dời góc nhìn của mình sang một cái vị trí khác. Nó như là một cái liều thuốc giảm đau mỗi khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó mà nó mang lại nhiều cái tổn thương cho chúng ta. Ở trong khuôn khổ của một cái tập podcast ngày hôm nay thì tôi sẽ không thể nào mà đưa hết tất cả các ví dụ về cái việc là gặp trường hợp nào thì nên chuyển sang cái góc nhìn như thế nào. Thay vì vậy, mỗi khi mà gặp một cái vấn đề nào đó, các anh chị hãy thử cố gắng nhìn nó từ những cái góc nhìn khác nhau. Biết đâu là trong những cái góc nhìn đó, nó sẽ có những cái góc nhìn mà nó làm cho các anh chị cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Như tôi đã nói, cái việc này nó không dễ. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cái loại kỹ năng nào, chúng ta càng luyện tập nhiều thì càng ngày chúng ta sẽ càng thuần thục. Và đến một lúc nào đó, ở trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, nếu mà muốn thì chúng ta đều có thể đổi cái góc nhìn của mình sang một cái góc nhìn khác. Và đó là cái lúc mà tôi tin là dù cuộc sống có ném bất kỳ cái gì vào chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ không có bị nó làm ảnh hưởng tới cái niềm vui và hạnh phúc của mình. Đó sẽ chính là cái lúc mà chúng ta làm chủ được cảm xúc của mình. Và từ đó chúng ta sẽ có được cái sự an nhiên, tự tại. Đó là một số cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Tôi xin kết thúc tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.